Xin chào các em. Hôm nay chúng ta cùng chữa đề kiểm tra 15 phút tập trung vào kiến thức trọng tâm của Unit 3 Peoples in Việt Nam là các dân tộc ở Việt Nam, bài kiểm tra tiếng Anh lớp 8. Bài số 1, Choose the correct article, là hãy chọn cái mạo từ đúng. Ở đây chúng ta biết là có cái mạo từ article là mạo từ nhé. Mạo từ thì là mạo từ A, có nghĩa là một, ăn và the. Thì cách phân biệt với mạo từ này các bạn cứ nhớ cho cô những kiến thức cơ bản sau. A thì sẽ cộng danh từ số ít của viết tắt nhé. Số ít bắt đầu bằng phụ âm, bắt đầu bằng phụ âm, bắt đầu bằng phụ âm, bằng một phụ âm. Ví dụ cô có từ a book thì cái quyển sách, một quyển sách thì a book, cái từ chữ bờ của từ book ấy, thì nó là phụ âm thì chúng ta sẽ dùng a book và đề cập đến lần đầu nhé. Giới thiệu lần đầu có thể là ở đây là mạo từ chưa xác định, có thể là giới thiệu lần đầu này hoặc là những cái để nói về một cái việc gì đó mà mọi người người nói và người nghe chưa biết đến, đúng không? Rồi tiếp theo này, ân cộng có hai cách phát âm, một là ân hai là a à, an, một là ân hai là an nhá. Danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm. Một nguyên âm thì dễ hơn, chúng ta quanh vùng dễ hơn. Nguyên âm đó chính là các cái từ uể oải, ví dụ như là unable, được chưa các bạn? Unable cũng về cách sử dụng cấu trúc thì khác từ từ a ở trên thôi, nhưng về ý nghĩa tức là nó dùng trong trường hợp giới thiệu lần đầu này, người nói người nghe chưa biết đến thì chúng ta sẽ dùng a với cả an, được chưa? Tiếp theo là từ giờ. Từ giờ sẽ cộng danh từ số ít đến được, không đến được, và cả danh từ số nhiều và cả danh từ số nhiều, tức là từ giờ nó sẽ cộng tất cả các loại danh từ của bạn nhé. The book, một quyển sách này, một quyển sách này, the book, được chưa? Hoặc là the money, tiền chẳng hạn, không đếm được, và những loại chất lỏng hoặc là những cái chất nó có số lượng lớn chúng ta không tách biệt ra, được chưa? Và giờ có một số trường hợp như giờ cộng so sánh nhất, giờ cộng so sánh nhất, the biggest, so sánh nhất, the biggest, được chưa? Giờ cộng với dân tộc, dân tộc là những cái chương trình trọng tâm của Unit 3 đấy. Giờ, the key. Giờ cộng cộng vật duy nhất, cộng vật duy nhất, vật duy nhất, ví dụ the sun, the moon, the earth, ok, được chưa? Và giờ các bạn lưu ý cho cô là từ giờ nói về cái danh từ, tức là cái người hoặc vật đằng sau ấy đã được xác định, tức là người nghe và người nói đều biết được. Ví dụ cô có câu I have a dog and a cat, tôi có một con chó và một con mèo. Khi cô giới thiệu với một bạn khác lần đầu thì cô sẽ dùng từ a hoặc là từ an, nhưng nếu lần thứ hai cô đề cập đến the dog is big and the cat is small, is the, but đối lập the cat is small, con mèo thì to nhưng mà con chó thì nhỏ, thì lần thứ hai cô đề cập đến các cái con này, người nói và người nghe đều biết đó là cái con mà cô giới thiệu lúc đầu rồi, thì cô sẽ dùng từ the, được chưa? Vậy chúng ta cũng áp dụng làm vào bài nhá, chúng ta cũng áp dụng này. Câu số 1, the ethnic minority that I know best about is, ở đây chúng ta sẽ bám vào cái thành phần đằng sau, cái dân tộc mà tôi am hiểu nhất đấy, cái dân tộc thiểu số mà tôi có nhiều kiến thức nhất là dân tộc Tày, thì chúng ta sẽ chọn mạo từ the. Còn một mạo từ nữa là zero để nói về những cái danh từ mà chung chung không xác định các bạn nhé, chung chung không xác định hoặc đề cập đến chung chung. Câu số 2, từ zero này cũng khá là nhiều trường hợp thì làm đến đâu trong cái khuôn khổ Unit 3 thì cô giáo sẽ nhắc các bạn nhé. Their communal house là nhà rông hay nhà công cộng, nhà cộng đồng, is located in, nhà rông thì tọa lạc
To be located in là tọa lạc ở trung tâm của ngôi làng. Cái nhà râm này của họ thì chúng ta đã xác định rồi. Và ở vị trí trung tâm thì chúng ta có cấu trúc là in the center of. Cái vị trí đây cũng xác định rồi. In the center of. Rồi câu số 3. Water accounts for more than 70% of the earth's surface. Nước thì chiếm hơn 70% bề mặt trái đất, được chưa? Ở đây trường hợp này nước là đề cập đến chung chung. Nước ở đây chúng ta đề cập đến chung chung, không ám chỉ một loại nước nào mà là chung 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 chung. Nước không đếm được chúng ta không dùng với a với ất các bạn nhé. Còn giờ với zero thôi, thì ở đây nước là chung chung nên chúng ta sẽ có mạo từ zero tức là không xác định. Mạo từ zero là mạo từ không, tôi xin lỗi. Câu số 4. My father is. Rồi thì bố của tôi là một kỹ sư, engineer, một kỹ sư. Thì ở đây các bạn nhìn này, từ engineer nó bắt đầu bằng nguyên âm e. Mà trên cô giáo còn nói là nếu mà đây là danh từ số ít là một gì đó mà tổng từ to be cũng ở số ít thì ta sẽ dùng a với cả an, đúng không? Chúng ta cũng có thể đọc là a với an trong trường hợp mạnh nhá. Mình đọc nhấn mạnh ý. Rồi ở đây cô sẽ chọn an engineer. An sẽ cộng từ bắt đầu bằng nguyên âm. Câu số 5. Yesterday my mother bought. Ngày hôm qua mẹ của tôi đã mua a book for me, một cái cuốn sách mới, một cái cuốn sách mới cho tôi. Thì đây là lần đầu tiên mình giới thiệu cái cuốn sách này mẹ mua thì mình sẽ dùng a book như câu trên cô nói. Nhưng đến lần thứ hai, đây là cô cho thêm một ví dụ. Nếu lần thứ hai chúng ta vẫn nói là cuốn sách đó hay hay là dở thì chúng ta sẽ lại dùng the book. Vậy các bạn phân biệt nhá. Lớp 8 chúng ta chỉ cần nắm đến như thế này là đã rất chắc chắn rồi. Rồi ok, tiếp theo bài số 2 là mã kết hợp cả từ để hỏi và từ vựng. Thì ở đây trong chương trình lớp 8 Unit 3 của bạn, cái từ để hỏi cũng là một phần kiến thức ngữ pháp quan trọng thứ hai. Thì từ để hỏi tổng hợp của nó tên tiếng Anh là WH questions, là các từ để hỏi nhé. Là từ what, cái gì, where, ở đâu, when là khi nào, how là như thế nào, why là tại sao, được chưa? Đấy, một số từ cơ bản thì chúng ta sẽ nắm được cấu trúc cơ bản nhất của từ để hỏi. Chúng ta sẽ cộng trợ động từ. Ví dụ từ nào hiện tại đơn thì là trợ động từ do, does, quá khứ đơn thì là did, tương lai thì là will, hiện tại hoàn thành thì là have, has, đúng không? Thì hiện tại nhân diễn thì động trợ động từ là is, am, are. Cũng tương tự như câu hỏi đuôi chúng ta đã học ở chương trình lớp 7. Sau đó bạn cộng chủ ngữ và cộng động từ. Nhưng mà lưu ý động từ ở đây là chia theo thì nhá. Chia theo thì, thế nào là chia theo thì? Ví dụ cô có là what are you doing, bạn đang làm gì đấy, là thì hiện tại tiếp diễn. Thì ở đây có trợ động từ to be là are, nhưng mà động từ mình là phải chia doing theo thì. Nhưng nếu một câu của cô là quá khứ đơn là what did you do, đúng không các bạn? What did you do? Thì ở đây did là quá khứ đơn thì động từ do chúng ta giữ nguyên. Vậy thì cô nói là động từ chia theo thì nhá. Hiện tại hoàn thành lại chia khác. Thì các bạn hãy lưu ý là không phải ở đây là động từ nguyên thể nhá. Vậy chúng ta cũng áp dụng để làm được dạng bài này thì các bạn sẽ dựa vào cái câu trả lời giúp cô. Luôn luôn dựa vào câu trả lời giúp cô thì bạn sẽ tìm ra đáp án, được chưa? Câu trả lời ở đây là in Lai Châu. Thì vậy là lễ hội hoa ban diễn ra từ take place hoặc từ happen là cụm động từ nhé, từ take place có nghĩa là diễn ra, xảy ra, diễn ra. Thì đây chúng ta dịch diễn ra. Lễ hội hoa ban diễn ra vào ở đâu? In Lai Châu, chúng ta trả lời là ở Lai Châu thì chúng ta chọn từ where. Phần này dễ, chúng ta chỉ cần là dịch ra thôi. Câu số 7. Do people here erect their steel house? Những người ở đây đã dựng cái nhà sàn của họ. Thì đây chúng ta có một từ này chúng ta cần thuộc này, a steel house, a nhà sàn. Và they use columns and beams to build them. Chúng ta dịch chung chung là họ sử dụng xà và cột như là những cái nhà ngày xưa, nhà cổ ấy mà mọi người hay xây, sử dụng xà và cột để xây chúng. Vậy thì nhà sàn sẽ được xây bằng cách là sử dụng xà và cột. Thì chúng ta sẽ hỏi bằng từ how. How là như thế nào? Như thế nào, đúng không? Người ta đã dựng nhà sàn như thế nào? Họ đã sử dụng cái gì? Được chưa? Rồi, câu số 8. Do the ethnic minority peoples often hold festivals and ceremonies to worship their ancestors? Những người dân tộc thiểu số nhé. Những dân tộc thiểu số, chúng ta dịch là những dân tộc thiểu số, thường tổ chức các cái lễ hội và ceremony là lễ kỷ niệm như thế. À, lễ kỷ niệm, chấm chấm chấm, cô chưa dịch như thế nào.
Ở đây câu trả lời, cô lại bám vào câu trả lời này. Câu trả lời, to worship their ancestors, để thờ cúng, worship, để sờ cúng, để thờ cúng tổ tiên của họ. Tức là họ tổ chức cái lễ hội đấy nhằm mục đích gì, đúng không? Thì chúng ta phải trả lời là để. Thì đây chỉ có một từ thôi, đó là từ why. Từ why là để làm gì. Còn câu A, how, câu A, what là cái gì, when là khi nào, và where là ở đâu cơ. Thì câu trả lời nó lại phải tương ứng. Vậy câu số 9 này, I often eat sticky rice, tôi thường ăn xôi. But I don't know cook it. Ở đây chúng ta có một cụm là how to cộng verb, được chưa? How to cộng verb là làm thế nào để làm đó. Còn what to cộng verb có nghĩa là làm, what to do tức là làm cái gì. Thì ở đây chúng ta, nếu mà what to thì chúng ta có từ eat nữa, nhưng mà ở đây có từ how to là phù hợp nhất. Tôi thường ăn xôi nhưng mà tôi lại không biết cách nấu nó, được chưa? Ở đây chúng ta sẽ chọn câu A nhé. Rồi câu số 10 này, what a pity, thật là tiếc. I don't remember the step of cooking this dish. Thật là tiếc, tôi không nhớ. Ở đây là step là cái bước, chúng ta lại bám vào từ đằng sau. Với từ để hỏi thì chúng ta bám vào câu trả lời, nhưng với những cái từ khuyết khuyết như thế này chúng ta lại bám vào từ đằng sau và từ đằng trước cũng được nhé. The step of cooking this dish. Tôi không nhớ cái bước cuối cùng để nấu cái món ăn này. Tôi không nhớ cái bước cuối cùng để nấu cái món ăn này. Vậy ở đây tất cả các từ này đều có nghĩa là, có nghĩa là cuối cùng. Nhưng chúng ta cần một tính từ, bởi vì trước danh từ chúng ta cần một tính từ. Hơn nữa lại có từ giờ đằng trước thì chắc chắn là so sánh nhất rồi. Ở đây chúng ta đã học ở trên cô giáo có nốt này, giờ cộng với so sánh nhất, đúng không? Giờ cộng với so sánh nhất các bạn ơi, lưu ý nhé. Vậy ở đây là the last step, là bước cuối cùng nhá. Còn các từ A với B nó là trạng từ, nó không phải tính từ. Còn câu ending nó nghĩa là thuộc về cái kết thúc, thuộc về cái cuối. Thì ở đây chúng ta dùng đúng cấu trúc ngữ pháp và đúng nghĩa để chúng ta dùng câu C. Câu 11, an old woman, là một bà cụ, wars, đang làm gì đó. The girls at the mountain says, lũ dê đi lên sườn núi, tức là chăm sóc lũ dê. Riding là cưỡi, bà không thể cưỡi rất là nhiều con dê được. Faking là lấy, và running là chạy. Ở đây chúng ta có một câu từ đã học unit 2 rồi, đó là từ herding. Herding là chăm sóc, chăn thả. Và câu số 12 chúng ta thấy có từ để hỏi lại dựa vào câu trả lời. Every year, every year là hàng năm. Hàng năm đúng không? Hàng năm, lễ hội này được tổ chức hàng năm, được không? Đây là cấu trúc của thể bị động này, to be này, cộng chủ ngữ, cộng verb ed, là lễ hội này được tổ chức hàng năm. Được tổ chức hàng năm thì chúng ta có chỉ hỏi về thời gian thì chúng ta sẽ loại luôn câu C với câu D, còn câu A với câu B thôi. Vậy hỏi về cái tần suất cái gì đó thì chúng ta sẽ hỏi là how often các bạn nhé. Tần suất mình làm bao nhiêu lần một tuần, bao nhiêu lần một năm. Okay, that's the end of our lesson today. I wish you like it and hope to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Cô hy vọng là các bạn có được những cái kiến thức bổ ích và chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi 15 phút cũng như kỳ thi giữa kỳ sắp tới nhé. Đừng quên đăng ký kênh của cô và theo dõi, bởi vì là cô sẽ update rất nhiều các bài kiểm tra hỗ trợ các bạn. Chúng ta tổng tập lại kiến thức để chuẩn bị phục vụ tốt nhất cho các kỳ thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.